Chào tất cả các quý vị khách hàng của VN Direct đã tham gia chương trình nhịp đập thị trường ngày 14 tháng 10 ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ở VN Direct. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là anh Bùi Lê Văn, trưởng phòng quản lý tài sản ở VN Direct, sẽ giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi về xu hướng cổ phiếu hay là những câu hỏi cụ thể các anh chị có về cái cơ hội đầu tư của mình. Thì trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin phép được giới thiệu đến khóa học mới nhất của VN Direct, đó là khóa học trực tuyến DGO DTrade, sẽ giúp các anh chị nâng cao khả năng giao dịch của mình cũng như là tìm kiếm những cơ hội có hiệu suất cao trên thị trường. Em sẽ để đường link đăng ký ở trên chat như các anh chị có thể thấy ở trên DGO Academy của VN Direct, và các anh chị quan tâm tìm hiểu có thể ấn vào đường link này để tìm hiểu thêm về khóa học. Như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần điểm qua diễn biến của thị trường ngày hôm nay ngày 14 tháng 10. Phần thứ hai sẽ là phần phân tích diễn biến thị trường cũng như là phân tích về một số xu hướng nhóm ngành cổ phiếu của anh Văn. Và phần thứ ba sẽ là phần hỏi đáp với các chuyên gia. Em xin phép được bắt đầu chương trình ngày nay với phần đầu tiên, đó là phần phân tích về diễn biến thị trường ngày hôm nay. Thì như các anh chị có thể thấy ở đây, nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ của VN Index ngày hôm nay, thì VN Index hôm nay có một phiên giảm điểm nhẹ 0,06 điểm để về mức hơn 1.391 điểm. Với khối lượng thanh khoản khá là tích cực ở mức 22.000 tỷ. Như chúng ta có thể thấy là mặc dù VN Index giảm điểm nhẹ nhưng mà số mã tăng lại nhiều hơn so với cả số mã tham chiếu và số mã giảm. Có đến 252 mã tăng điểm ngày hôm nay, trong khi 68 mã tham chiếu và 140 mã giảm. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ kỹ thuật của VN Index ở trên màn hình của em, thì chúng ta có thể thấy là cái ngưỡng 1.400, cái vùng 1.400 này là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của VN Index, khi mà trong 3 phiên gần đây, sau cái phiên tăng rất là mạnh ngày 11 tháng 10 thì chúng ta lên đến 1.394 điểm. Thì 3 phiên còn lại là chúng ta đều tiệm cận đến mốc 1.400 nhưng không thể vượt qua được, để cho thấy là cái áp lực tâm lý bán của thị trường vẫn khá là mạnh ở mức 1.400 này. Cụ thể nếu chúng ta nhìn vào chart 1 giờ ở đây trên màn hình, thì chúng ta có thể thấy là cái mức 1.400 đã được chạm vào đến 2 lần rồi, nhưng mà đều không thể vượt qua được và áp lực bán luôn xuất hiện lại. Ngày hôm nay cũng là ngày hôm nay còn là một phiên giao dịch có áp lực bán khá là lớn hơn. Chúng ta có thể thấy là bắt đầu phiên là chỉ số là tăng khá là tốt, tăng hơn 4 điểm, nhưng sau đấy thì áp lực bán xuất hiện luôn ngay lúc 10 giờ và giảm dần về đến buổi trưa, đến lúc đóng cửa phiên buổi sáng là chỉ số quanh vùng 1.394 điểm. Và sau đấy thì mặc dù là đầu giờ chiều thì bên mua có chiếm lại ưu thế hơn, nhưng mà sau đó thì bên bán đã áp đảo trở lại, khiến cho chỉ số giảm đến 5 điểm cuối phiên và đóng cửa mức 1.391.85 điểm. Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn vào cái phân tích thị trường ở đây, thì chúng ta có thể thấy ngày hôm nay mã đóng góp tốt nhất vào cái đà tăng của VN Index đó là mã GVR, là đóng góp đến 0,9 điểm với cái đà tăng. Tiếp theo là một số mã khác, mã bất động sản khác như là Phát Đạt hay là DIG hay là Nam Long. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là một mã bất động sản lớn nhất trên thị trường, có vốn hóa lớn nhất trên thị trường là Vinhomes, đã đóng góp lớn nhất vào mức giảm ở VinDex với mức giảm trừ 1.2 điểm. Sau đấy là VIX trừ 0.6 điểm. SHB hôm nay cũng có một phiên giảm hơn 3%, đóng góp vào VNindex mức trừ 0.5 điểm. Thanh khoản ngày hôm nay vẫn tiếp tục khá là tích cực, thậm chí là tốt hơn ngày hôm qua, khi mà giá trị giao dịch ở trên sàn HOSE đã là hơn 20.000 tỷ. Để so sánh với hôm qua là đã hơn đến 3.000 tỷ. Để cho thấy là dòng tiền hiện tại là vẫn là đang khá tích cực so với cả giai đoạn 1-2 tháng trước ở VNindex. Và như em đã nói thì chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường ở đây để có thể thấy được là số mã tăng nhiều hơn số mã giảm hay số mã tham chiếu rất nhiều. Nhưng chỉ số thì của chúng ta thì chỉ loanh quanh ở cái vùng 1.390 đến 1.400 điểm mà không thể bứt lên được. Để cho thấy là hiện tại là dòng tiền vẫn đang chủ yếu là ở nhóm mid cap và small cap. Cái đà tăng này cũng chỉ xuất hiện diễn ra ở nhóm mid cap và small cap. Còn các cổ phiếu vốn hóa lớn là chúng ta có thể thấy như ở trên VN30 là biến động không nhiều và thậm chí là biến động giảm. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ khối ngoại, chúng ta có thể thấy là hôm nay khối ngoại bán khá là mạnh khi bán ròng hơn 600 tỷ. Chủ yếu việc bán diễn ra ở cổ phiếu Hòa Phát, khối ngoại bán ròng đến 168 tỷ. Khối ngoại cũng bán khá là gần 200 tỷ Vincom Retail và bán 157 tỷ với cổ phiếu VN Direct. Ở chiều mua thì khối ngoại cũng mua vào tích cực cổ phiếu VRE, cổ phiếu Đạm Phú Mỹ và quỹ ETF VN30.
Phân tích sang phần VN30 thì chúng ta có thể thấy hôm nay VN30 có một phiên giảm điểm, giảm 2 điểm để về mức 1.503 điểm cho VN30 với 11 mã tăng, 4 mã tham chiếu và 15 mã giảm. Thì như chúng ta đã nhìn trước ở cái phần độ rộng thị trường thì những mã tăng tích cực nhất hôm nay đó là Phát Đạt, GVR. Mà có một ngân hàng HD Bank hôm nay cũng có một phiên tăng khá là tốt khi tăng 1% để lên mức 25.95. Ngược lại thì Vinhomes là cổ phiếu có mức giảm và đóng góp vào cái mức giảm chung của VN-Index lớn nhất khi mà giảm đến 1,4% và đóng cửa mức 78.9. Hay là một số các ngân hàng khác hôm nay cũng giảm điểm như là BIDV, ACV, Vietcombank hay là MB Bank, TP Bank và Công Thương cũng giảm điểm ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn theo đồ thị 1 giờ của chỉ số VN30 ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái vùng kháng cự 1.510 đến 1.510 đến 1.520 của VN30 là khá mạnh, khi mà chỉ số VN30 là đã tiệm cận với cả cái vùng 1.520 này hai lần. Lần thứ nhất là vào ngày 12 tháng 10 và lần thứ ba là vào ngày 13 tháng 10. Nhưng sau đấy là đều bị dội lại và chúng ta có thể thấy là cái áp lực bán của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong danh sách VN30 là đang xuất hiện là khá là rõ ràng, khi mà bây giờ là cái chỉ số VN30 là đang được giao dịch ở quanh cái mức 1.505 đến 1.510 như chúng ta có thể thấy ở đây. Và nếu chúng ta nhìn vào thanh khoản của VN30, chúng ta có thể thấy là thanh khoản của VN30 cũng chỉ đạt 8.800 tỷ so với cả cái mức 22.000 tỷ này, để cho thấy là dòng tiền hiện tại là vẫn từ chối đi vào nhóm vốn hóa lớn và hiện tại là vẫn đang ở nhóm mid cap và small cap. Tiếp theo, nếu chúng ta nhìn vào các nhóm trụ lớn ở trong VN30 thì chúng ta có thể thấy phiên ngày hôm nay là một phiên giảm điểm chung, giảm điểm nhẹ của các ngân hàng như em đã nói, đó là ACB, BIDV, Công Thương, MB hay là Vietcombank. Với nhóm Vingroup thì chúng ta có thể thấy ở đây chỉ có cổ phiếu Vincom Retail là có tăng trong ngày hôm nay để lên mức 30.7, trong khi các cổ phiếu Vincom và cổ phiếu Vinhomes là đều giảm. Nhóm cuối cùng là nhóm thực phẩm đồ uống thì như chúng ta có thể thấy là Vinamilk hôm nay đóng cửa ở mức 90, giảm 0,1%. Sabeco giảm 0,6%, đóng cửa ở mức 160. Và Masan hôm nay cũng giảm điểm để đóng cửa ở mức 142. Vừa rồi là phần chia sẻ về diễn biến thị trường ngày hôm nay ngày 14 tháng 10 của em. Em xin được kết thúc và nhường lại mic cho anh Văn ạ. Xin mời anh Văn ạ. Xin chào Nguyên và chào tất cả mọi người. Như các thông tin Nguyên đã chia sẻ thì mọi người cũng thấy một chân chung rất đơn giản là phần thị trường hôm nay có một cái sự giao dịch nó khá là thoái lui về cuối phiên rất là nhiều. Và nó đến từ đâu? Nó đến từ việc là mọi người, nếu mà để ý một cái đồ thị của nhà đầu tư nước ngoài như vậy nè, mọi người thấy là nó liên tục bán ròng. Ví dụ hôm nay là bán 600 tỷ đúng không? Và liên quan đến hoạt động là mọi người sẽ thấy là hoạt động review của quỹ VN30 khá nhiều. Review đến nhóm cổ phiếu VN30, rồi giao dịch của quỹ như VN Diamond ETF thì nó có cơ cấu trong thời gian này. Thì dẫn đến là cái tác động của nhà nước ngoài lên cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ khá là rõ ràng. Và các bạn cần phải để ý với thống kê mà nhiều phiên trở lại đây thì các giao dịch hoạt động nhà tư ngoài như thế nào nữa, thì đó là cái lưu ý. Trong đó tiếp theo là một vấn đề mà mọi người phải cần thật sự quan tâm là vấn đề gì? Các ngành nghề nào đang thật sự là hút xu hướng, các ngành nghề nào đang thật sự hút xu hướng. Và ở đây nếu mà các bạn ngó đây, các bạn thấy là trong đây có vật liệu cơ bản thì có sắt thép vẫn tiếp tục, sắt thép, khai khoáng là kim loại công nghiệp nè, hóa chất nè. Đấy, thì nhóm vật liệu cơ bản đang tăng. Và chút xíu nữa mình sẽ kiểm tra nhóm vật liệu cơ bản đồ thị của nó có tăng hay không. Ok, thôi mình kiểm tra luôn. Nói đâu thì mình làm đến nhóm đó luôn. Thì mình coi sẽ rất là tiện. Ví dụ đây là nhóm đồ thị. Đây là cái đồ thị của các chỉ số. Thì mình sẽ coi material nó nằm. Đây, đồ thị nhóm material. Thì các bạn thấy là một xu hướng đang lên đúng không? Xu hướng lên về tháng, về tuần, về ngày vẫn đang lên. Và nếu mà nhìn kỹ hơn thì các bạn sẽ thấy là nó có những nhóm tiêu biểu như là nhóm liên quan đến sắt thép như Hòa Phát. Hòa Phát thì hôm nay là một phiên tham chiếu mà trong xuyên suốt cả phiên thì giao dịch quanh nó từ mốc xanh trở lên khá nhiều. Từ mốc xanh trở lên khá nhiều, đây là Hòa Phát. Còn nếu các bạn kiểm tra Nam Kim thì sao? Nam Kim đang tăng.
Hàng phim hôm nay bật tăng trở lên 49,3 và đạt đỉnh từ sớm giờ của Nam Kim. Rồi đến các cổ phiếu hóa chất, ở trong đây có trong cái phần mà dashboard của trang này thì có phần liên quan đến hóa chất. Ví dụ các bạn bật trong hóa chất, các bạn thấy là có thông tin top cổ phiếu nào, thì các bạn thấy Đạm Phú Mỹ nè, Đạm Phú Mỹ nè, DCM nè, là liên quan nhóm phân bón. Liên quan nhóm phân bón thì các bạn sẽ thấy một thống kê là theo research ở một ở VND thì có chia sẻ là cái giá của phân ure rồi các loại phân đang tăng rất là nhanh. Ví dụ, và điều đó nó giúp cho gì? Giúp cho tính chất đầu cơ hưởng lợi trong ngắn hạn của ngành này cũng được hưởng lợi. Thì đó là động lực để dòng tiền đầu cơ tiếp tục thúc đẩy các cổ phiếu như là Đạm Phú Mỹ hình thành đà tăng giá. Thì các bạn thấy là mình có để sẵn rồi, hình thành để sẵn một cái đà, đây là một tích lũy vào bạch. Rồi như là Đạm Cà Mau cũng hình thành đà tăng giá luôn. Thì đấy là những cái mà mọi người đều có thể thấy hết sức rõ ràng. Rồi vậy tiếp theo là gì? Sau khi kiểm tra nhóm nhóm ngành liên quan đến material xong thì mình thấy là ok, xác nhận là nhóm tài nguyên cơ bản là đang lên. Thì các bạn bắt đầu nói thêm một cái trạng thái hôm nay nữa là nhóm công nghệ, dầu khí và công nghệ. Đặc biệt các bạn phải để ý dầu khí và công nghệ. Rồi, ví dụ như nhóm dầu khí thì các bạn sẽ thấy là cổ phiếu dầu khí đâu. Đây. Nhóm cổ phiếu dầu khí thì trong nhóm cổ phiếu dầu khí thì ưu tiên của bạn là gì? Gas. Liên quan khí ga. Khí ga thì vẫn đang xuống lên. Thì nó có một cái cân nhỏ như vậy nè. Dòng tiền hôm nay vẫn rất mạnh nhưng mà do tác động của việc bị nhà đầu tư nước ngoài bán khá mạnh và càng mạnh về cổ phiếu nên là giá nó thoái lui từ 114 về đến hiện tại là 111. Rồi ở trong đó sẽ có là BVD đang là trong phiên cũng tăng rất mạnh mẽ nhưng cổ phiếu cũng giảm về còn 0,8%. Rồi một cổ phiếu khác là cổ phiếu vẫn duy trì neo vùng đỉnh và mình có chia sẻ với mọi người rất nhiều lần là PSR. Đây là PSR. PSR thì mọi thứ của PSR đều đang là y như dần dần vào cái thời điểm mà là giai đoạn tích cực nhất của PSR dần dần đang đến. Thì mọi người sẽ follow cái cây này. Trong nhóm khí ga ví dụ với gas rồi xong đến CNG thì đang là bật lên từ vùng hỗ trợ CNG này. Rồi BGS rồi đến BGC. Anh chị nào đang bật mic có thể vui lòng tắt mic đi giúp mình không? Rồi, thì mình sẽ quay lại tiếp là PGS. Thì đây các bạn thấy là nhóm dầu khí hôm nay và nhóm khí ga hôm nay cũng đang tăng lên trở lại. Tuy là nó bị ảnh hưởng bởi đà thị trường. Ảnh hưởng bởi đà thị trường mà đợt bán của nhà đầu tư ngoài vào vào càng mạnh về cuối phiên nên nó ảnh hưởng tâm lý của mọi người thật sự. Vậy còn một nhóm tiếp theo nữa mà mình thấy hôm nay rất vẫn tích cực là nhóm cổ phiếu công nghệ thì mình sẽ đi chi tiết từ cổ phiếu ví dụ FPT. FPT các bạn thấy là rõ là sau khi thoát khỏi một cái vùng tích lũy và bây giờ vẫn đang là trong giai đoạn bứt phá đi lên là FPT. Ngoài ra FPT sẽ có một số cổ phiếu gọi là nhóm vốn hóa nhỏ của nhóm đầu tư công nghệ ví dụ như CMG. CMG đang bắt đầu hồi phục. Đang bắt đầu thoát khỏi vùng điều chỉnh. Và ELC là đang tăng và vượt đỉnh rất nhiều đúng không? Thì các bạn thấy cái đà tăng giá của ELC rất mạnh. Rồi đến cái ngà cổ phiếu như ITD là cổ phiếu liên quan đến là ứng dụng công nghệ trong cái vận hành giao thông đường bộ. Đây là ITD. Rồi một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành của Viettel như là CTR. Viettel như CTR thì các bạn thấy là CTR cũng đang là hình thành một cái đà tăng và dần dần là thúc đẩy xuống. Thì liên quan đến nhóm công nghệ đang có những cái dịch chuyển nó khá hay. Còn cái điều quan trọng nhất mà mọi người hay để ý nhé, là ngân hàng thì sao? Mình nghĩ là mọi người sẽ hỏi câu hỏi liên quan đến ngân hàng thì sao thì ở đây để mà nói ngân hàng thì mình sẽ tập trung vào nhóm vốn hóa tư nhân trước đi. Vốn tư nhân ví dụ Techcombank. Techcombank thì đây là cái hình mà hôm bữa mình có vẽ khi mình livestream mình chia sẻ mọi người hôm thứ ba. Thì mình cũng thấy là đây chạm một cản, đây chạm một cản. Vậy cản vẫn còn, giá vẫn chưa vượt.
chưa gì hết. Và hôm nay thì sao? Thanh khoản tăng mạnh mẽ và giá của Techcombank thì vẫn giữ xanh nhẹ 0.2%. Các bạn hãy chờ thật sự giá có vượt cản được vùng 54 hay không để mà hình thành cái đà tăng tiếp theo. Còn đây hiện tại vùng này vẫn đang là vùng cản có ý nghĩa khi mà giá chạm lên và thoái lui xuống. Rồi đến cổ phiếu như VBank thì hôm nay xanh 0.3%, đóng cửa hình như là vùng cao nhất phiên, nhưng mà cảm giác là nó rất là thấp, là không 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 ấn tượng nhiều, không ấn tượng nhiều, không có biến động ấn tượng nhiều. Rồi đến cổ phiếu gì nữa, rồi đến cổ phiếu như là mọi người rất quan tâm như MBB này. Cũng là có cản và thoái lui đúng không? ACB cũng có cản và thoái lui. Thì khi như vậy xong mọi người thấy gì? Vai trò nhóm ngân hàng nó chỉ là gì? Vai trò nhóm ngân hàng nó chỉ mang tính chất là giống như ba phiên trước, mang tính chất cho cú hích cho index để thật sự là thúc đẩy cái rào cản tâm lý của nhà đầu tư cá nhân được cởi trói vào lúc này, dòng tiền nó có được mạnh mẽ hơn hay không. Thì hiện tại dòng tiền đang bắt đầu là duy trì ở mức là cao hơn so với trung bình. Ví dụ như trung bình của VN-Index trong khoảng là 10 ngày và 20 ngày giai đoạn trước là tầm đâu đó khoảng là 655 triệu. Thì bây giờ đã lên 690 triệu cổ phiếu. Bắt đầu hôm nay nó bắt đầu cải thiện. Hôm qua thì là một phiên mà điều chỉnh nên thanh khoản thấp. Hôm nay bắt đầu đa số trong phiên là đều thanh khoản cao hết. Hôm nay cuối phiên thì bị đè lại. Đó thì dẫn đến là nếu như vậy xong, các bạn thấy là ở ngân hàng không tăng. Ngân hàng không tăng thì cái gì tăng? Nhóm ngành nào tăng? Thì trong đây thì mình có cái đồ thị này là đồ thị đại diện cho nhóm ngành ngân hàng luôn. Thì mình phải lưu ý là đây là đồ thị đại diện cho nhóm ngành ngân hàng. Và dẫn đến là các trạng thái của nhóm ngành hàng hiện tại nó không tăng, không tăng giá. Thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm cái đà tăng giá xuất phát từ đâu. À, các bạn bắt đầu là kiểm tra nhóm vốn hóa nhỏ vẫn tăng vượt đỉnh. Vốn hóa nhỏ vẫn đang tăng vượt đỉnh và hôm nay tăng 1%, thanh khoản ở mức trung bình. Vậy small cap thì như vậy, mid cap thì sao? Mid cap cũng tăng vượt đỉnh luôn rồi. Mid cap cũng tăng vượt đỉnh luôn. Đây. À, khi mà các bạn kiểm tra nó như vậy thì hóa ra và dòng tiền của mid cap đang bắt đầu là tăng lên. Đó là tăng lên. Thì khi mà nhìn như vậy thì các bạn thấy là vậy nhóm mid cap tăng tốt quá nhỉ. Làm sao để tối hóa cơ hội? Thì các bạn đầu tiên các bạn phải có nhóm ngành. Xong rồi có quy mô vốn hóa. Rồi đến là trạng thái duyệt của cổ phiếu nó có xu hướng hay không. Thì đối với nhóm mid cap hoặc là nhóm small cap thì các bạn hoàn toàn kiểm tra là trong ngày hôm nay thì nhóm mid cap có những cái cổ phiếu nào nó đang là mạnh mẽ. Thì các bạn ví dụ các bạn kiểm tra thử mid cap thì hôm nay nhóm cổ phiếu nó đang tăng mạnh mẽ thì mình kiểm tra thử. Ví dụ như BCC nè, BCC liên quan xi măng Bình Sơn nè, ngành vật liệu xây dựng, ngành liên quan đến vật liệu xây dựng như hồi nãy mình nói material, liên quan vật liệu xây dựng. Rồi đã nói BCC thì liên quan hạ tinh bột. Vậy ngành xi măng vẫn đang xuống lên. Các bạn bắt đầu nói là ở xi măng đang xuống lên. Để bắt đầu mình follow cái cơ hội đó. Xi măng xong rồi đến gì? HTN liên quan đến xây công trình xây dựng thầu xây dựng thì mình có thể có HTN, FCN và bất động sản nữa, và bất động sản nói chung nữa. Thì trong quá trình mà một cái checklist hệ thống mình đang thiết lập á, thì trong ngày hôm nay thì mình thấy là có nhóm ngành là thép hồi phục khá tốt nè, sau đó là đến ngành bất động sản thì mới đầu là mình sẽ coi là Nam Long. Hôm nay Nam Long tốt nhất. Hôm nay sau khi mình phân tích thì mình thấy Nam Long tăng tốt nhất. Đấy, Nam Long tăng vượt đỉnh. Đây là một cái cạn mà Nam Long vượt đỉnh. Thì các bạn bắt đầu dò xung quanh cái đó. Nam Long rồi đến DG. Tại vì nó có một cái link bài báo như vậy. Mình sẽ bật cho các bạn coi là giá bất động sản vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đang tăng bất chấp dịch bệnh. Giá bất động sản vùng ven thành phố Hồ Chí Minh thì vùng ven nhiều nhất là liên quan đến Biên Hòa, Đồng Nai,
Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là Long An. Thì những khu đó thì bắt đầu mình coi là ví dụ Nam Long thì liên quan đến đất xung quanh thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là nhiều. Rồi liên quan đến nhóm cổ phiếu bất động sản thì các bạn sẽ thấy là ví dụ nhóm bất động sản như DIX là đất ở khu vực bất động sản ở Đồng Nai, DG rồi hạn Hodeco là nhà phát triển nhà Vũng Tàu thì vẫn đang xuống tăng, là phát triển ở bất động sản ở Vũng Tàu, hoặc là SSC là cũng ở Vũng Tàu và đang xuống tăng liên quan bất động sản công nghiệp. Thì đó cái phần chỉ dẫn từ thông tin rồi đến các nhóm ngành là giúp cho bạn phát triển phát xác nhận ra các cơ hội giao dịch. Cơ hội giao dịch thì mình thấy là nhóm bất động sản vẫn đang lên, nhóm xây dựng liên quan xây dựng điện năng lượng BC1 vẫn đang lên, BC1 nè, BCG nè, rồi Đạt Phương, đúng rồi, Đạt Phương thì tăng quá mạnh rồi nên mình sẽ phải lòng không 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 khuyến nghị mọi người vào nữa. Thì đó là cái mà mọi người sẽ có thể follow được. Riêng với nhóm bất động sản thì hiện tại là mọi người nên hạn chế follow. Riêng với nhóm người là nhóm ngân hàng chứ, nhóm ngân hàng thì mọi người nên, hiện tại nó chưa phải là một cơ hội rõ ràng. Bất động sản thì chọn lọc. Hồi nãy thì Nguyên có đề cập đến VIX, Vinhome. Thì các bạn sẽ đặt câu hỏi, ồ sao bất động sản lên nhiều quá mà sao Vinhome nó không tăng? Đây, bắt đầu mình phân tích Vinhome. Thì đây là trạng thái mà Vinhome mình có để sẵn khi mình chia sẻ với mọi người trong rất nhiều lần. Ở đây là một trạng thái giảm. Còn khi mà nó chuyển sang đây thì trạng thái gì? Nó sideways biên độ. Vậy việc của bạn cần làm là gì? Bán ở đây và chờ mua lại đây. Tức là trạng thái của giá bắt đầu hình thành một cân giá đi ngang. Hình thành một cân giá đi ngang. Và trạng thái này vẫn tốt hơn so với trạng thái là giảm mạnh như vậy. Nên khi mà các bạn coi như vậy, các bạn thấy là hết sức là trạng thái hiện tại của Vinhome là hết sức bình thường. Những ai mà am hiểu việc xác định trạng thái của cổ phiếu thì nhận ra là Vinhome trạng thái này hết sức bình thường để mà các bạn có thể giao dịch ngắn hạn được. Còn đối với VIX, VIX thì sao? VIX thì là một nhịp hồi nè các bạn. Một nhịp hồi và đã hồi đến cái vùng cản của nó. Nên cái việc ở đây bị đỏ giảm giá là việc bình thường. Còn đối với VRE thì lâu rồi mình chưa follow thì VRE đang là có trạng thái giá tích cực nhất trong nhóm này. Tại vì ít ra các bạn sẽ để ý là nguyên một đây một trạng thái giảm giá của VRE và giá bắt đầu là sao? Đây những cái phiên này. Tạo vùng nền này. Tạo nền này. Và đang nâng nền lên trở lại thì khi mà tạo nền và nâng nền trở lại thì cái trạng thái giá nó sẽ tích cực mà nó dễ có đà tăng giá hơn so với lại là duy trì một đà số. Thì nếu mà xem xét trong ba ba cổ phiếu của nhóm Vingroup á thì VHM đang là kém nhất nhưng mà cũng là ổn ổn rồi, chuyển dạng sideways rồi. Còn VIX thì thật sự là đã có những dấu hiệu tạo đáy, còn VRE là đang hồi phục từ đáy đi lên. VRE đang hồi phục từ đáy, đó là mình chia sẻ luôn với nhóm ngành VIX để mọi người, những ai mà đang quan tâm đến cổ phiếu này thì có thể là có những cái kế hoạch giao dịch tiếp theo nó phù hợp. Ok, thì đó là phần anh tổng hợp về thị trường trong trong phiên hôm nay, Nguyên ơi. Vâng, em xin cảm ơn anh Văn về phần tổng hợp thị trường của mình ạ. Tiếp theo là trước khi mình bước sang cái phần chia sẻ với cả chuyên gia thì em cũng xin phép được giới thiệu với cả các anh chị vừa mới tham gia vào chương trình nhịp đập thị trường ngày hôm nay về cái khóa học đi go đi trade của VnDirect. Đó là khóa học sẽ giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch của mình, và coaching là sau 2 tháng khóa học là mình sẽ có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro để mình có thể tìm kiếm những cái cơ hội trading ở trên thị trường. Thì em xin phép được để lại đường link ở trong chat cho các anh chị có thể tham khảo. Ngoài ra thì đối với phần hỏi đáp với cả chuyên gia ngày hôm nay thì em cũng xin phép để lại đường link của trung tâm tư vấn để trong trường hợp các câu hỏi không được trả lời hết trong ngày hôm nay thì các anh chị có thể truy cập đường link và đưa câu hỏi lên để các chuyên gia ở trên trung tâm tư vấn có thể đưa ra câu trả lời về những cơ hội đầu tư của mình. Em đã để đường link ở chat ạ, các anh chị có thể vào tham khảo. Em xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần hỏi đáp với cả chuyên gia. Thì ở đây em thấy có câu hỏi đầu tiên cho anh Văn, đó là một câu hỏi liên quan đến phân tích kỹ thuật về KBC. Khi nhà đầu tư Hiệp Phan thấy RSI đã có hiện tượng phân kỳ, cũng như là việc khối ngoại bán dòng đến hơn 2 triệu cổ phiếu, thì xu hướng nắm giữ về KBC như thế nào?
Thì anh Văn có thể giúp nhà đầu tư Hiệp Văn trả lời câu hỏi của mình không ạ? KBC, ok, KBC thì trạng thái đây thì mình thấy là nhiều người rất để ý đến trạng thái phân kỳ nha. Thật sự là mình thấy là mọi người rất để ý đến trạng thái phân kỳ, nhưng mà mình xin phép chia sẻ là đối với hiện tại hiện tượng trạng thái cổ phiếu mà đang trong một xuống tăng á, mà mọi người sử dụng phân kỳ khi mà nó mới bắt đầu xuống tăng thôi, thì nó sẽ làm cho các bạn bị sao? Vì một cái lỗi rất cơ bản là các bạn sẽ bỏ lỡ một cái bức tranh lớn các bạn đang nhìn. Tại vì các bạn sao? Khi mà nhìn phân kỳ thì mọi người luôn luôn nghĩ là nó sẽ đảo chiều. Luôn luôn nghĩ là tìm những dấu hiệu để nó đảo chiều. Trong khi á, giai đoạn một giai đoạn tăng giá cổ phiếu khi mà nó đã set up lên thành rồi, trong giai đoạn tích lũy xong á, thì nó sẽ kéo dài thời gian rất là lâu. Và lúc đó nếu mà mình chỉ vì cái việc là mình lo lắng và mình bị mua ở vùng cao, hoặc là khi mà nó đảo chiều mà các bạn bỏ lỡ một cái xu hướng tăng lớn đến từ việc là hình thành xu hướng, thì nó rất là đáng tiếc. Hồi xưa thì mình cũng từng bị trạng thái này khi mình chưa thật sự hiểu về cách là các bạn nhìn bức tranh lớn giá cổ phiếu. Khi các bạn nhìn một bức tranh đủ lớn về giá cổ phiếu kết hợp với hiệu về doanh nghiệp á, thì có thể follow để theo xu hướng. Trạng thái của mình muốn nói với mọi người là hãy tập trung vào những điều thị trường đang nói cho bạn biết hơn là đi dự báo. Thì đối với trạng thái KBC hiện tại, các bạn sẽ thấy nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy là nhìn đây, đây là vùng cản nó xuất hiện từ trong năm 2021. Thì các bạn sẽ đếm những vùng cản nó đang có này, là đầu năm là một lần, rồi đến vừa rồi là ngày 23 tháng 9 một lần, và đến bây giờ thì cái tần suất mà chạm liên tục vào nó rất nhiều lần. Thì đối với trạng thái chạm nhiều lần liên tục như vậy mà giá không giảm xuống nữa, thì nó rất dễ có một cái điều trong TA mà Nguyên biết, đúng không, là cản sinh ra mà bị chạm nhiều lần thì rất dễ bị phá vỡ, đúng không? Khi mà nó chạm nhiều lần thì rất dễ bị phá vỡ. Vậy vấn đề ở đây là nó có phá vỡ hay không? Phá vỡ để nó xuống lên hay không? Thì bắt đầu mọi người phải theo xu thế lớn, tức là theo lý thuyết Dow, thì mọi người sẽ là chu kỳ giá này, xu hướng chính của nó vẫn đang lên. Xu hướng thứ cấp gì? Đã. Xu hướng thứ cấp là đã điều chỉnh xong và đang cũng hồi phục tăng lên. Vậy xu hướng sơ cấp của nó là gì? Xu hướng sơ cấp vẫn đang lên. Vẫn lên. Và trong ngắn hạn thì các bạn thấy là trạng thái đang điều chỉnh. Đang điều chỉnh và sideways up đi lên và bắt đầu test lại kháng cự rất là nhiều. Thì ở đây mình chỉ đi kiếm cái động lực giá để thực sự là giúp KBC lên hay không. Các bạn kiếm được nó hay không thôi. Hiểu từ gì? Hiểu từ việc doanh nghiệp. Hiểu từ ngành. Thì đối với ngành trước đi. Ngành thì các bạn thấy là nhóm ngành bất động sản công nghiệp đến bây giờ đang như thế nào? Đang hồi phục. KBC nè. IDC nè. Rồi đến gì? Long Hậu nè, SJC nè, những doanh nghiệp đang vận động tốt nhất về giá của nhóm bất động sản công nghiệp. Bên cạnh đó vẫn có một số cổ phiếu đang hình thành, nhưng mình không liệt kê những cổ phiếu mới hình thành, liệt kê những doanh nghiệp đã tăng trưởng rõ ràng nó có lợi thế cạnh tranh gì đó. Vậy quay lại câu chuyện của KBC, nó có lợi thế cạnh tranh hay không? Có. Một doanh nghiệp vừa huy động được khoảng 3.400 tỷ thặng dư 4 cho cổ đông, và theo nghĩa thông tin là quý 3 và quý 4 thì lợi nhuận của KBC sẽ tăng trưởng rất mạnh so với cái nền năm 2020. Thì với đơn giản là khu vực phía Bắc là khu vực hoạt động chính của KBC, ở khu vực là Tràng Cát, Tràng Duệ ngoài Bắc Ninh và Hải Phòng, thì đợt rồi không bị dính dịch nhiều. Và khu vực đó vẫn đang phát triển và thu hút vốn đầu tư về rất nhiều. Nên dẫn đến là cái tiềm năng của KBC về lợi nhuận nha, làm động lực thúc đẩy cho giá tăng, hình thành một chu kỳ tăng giá mới. Nó xuất phát điểm từ cái giai đoạn tháng 10 năm 2020 cho đến bây giờ. Vẫn còn rất nhiều và mục tiêu của nó vẫn còn rất cao. Nên đừng để những cái tín hiệu mình bị tâm lý mà nó làm cho mình bị có thể bị bỏ lỡ một cái xu hướng tăng này. Việc của bạn là cứ follow theo xu hướng và nên có cái gì?
móc chặn stop loss cho từng trường hợp. Tức là khi bạn bạn mua ở vùng giá này, ví dụ các bạn vẫn giữ hoặc là các bạn mua mới vùng giá này là giá 46 đi, các bạn chấp nhận lỗ là bao nhiêu phần trăm. Ok, vi phạm đó thì các bạn stop loss. Còn nếu không, hãy để cho giá nó đi trong một cái chu kỳ vận động của doanh nghiệp để mình có thể là follow theo cái cơ hội này. Tại vì khi mình chia sẻ ở đây á, là mình đến từ việc là mình đã phân tích rất nhiều về doanh nghiệp này khi mà doanh nghiệp này rơi vào đáy của khi thị trường điều chỉnh, và mình đã follow đến bây giờ và đúng cái nhịp này nó mang lại tỷ suất siêu rất là cao, nhưng nó chỉ mới là bắt đầu, còn một phần rất lớn là nó đến sau đó nữa. Thì hy vọng là mọi người có thể là tận dụng cơ hội này để mọi kiếm được lợi nhuận từ đầu tư vào KBC. Còn chuyện trong ngắn hạn mà nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, thực ra nó liên quan đến giao dịch của quỹ, của ETF các kiểu, thì mọi người phải thật sự hiểu là cái thằng Tây đó bán là ai, thằng Tây đó bán là ai. Còn nếu không đi chi tiết như vậy thì các bạn hãy nhìn bức tranh lớn thôi. Đó là chia sẻ của mình. Vâng, cùng chủ đề với cả cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, anh Văn có nhắc đến SSC, thì ở đây một số nhà đầu tư cũng có câu hỏi với cả SSC. Cụ thể ở đây là SSC thời gian qua là đã tăng giá rất là tốt, thì xu hướng mua mới hay là điểm mua mới của SSC còn có không ạ? Thì anh Văn có thể chia sẻ giúp các nhà đầu tư được không ạ? Hiện tại thì điểm mua mới của SSC chưa xuất hiện. Tại vì để một điểm mua chuẩn thì nó phải xuất phát từ quá trình giá hình thành vùng điều chỉnh rồi các bạn mới mua cổ phiếu được. Còn trong việc đang tăng giá mạnh như vậy, cái rủi ro của bạn mua vào sau đó xuất hiện điều chỉnh nó rất là dễ xảy ra. Khi mà điều chỉnh mới bắt đầu điều chỉnh, thường giá sẽ gọi là sụt giảm kha khá, và khi đó các bạn mua sai điểm mà trạng thái lỗ thì tâm lý của bạn rất khó chịu. Cho nên nhiều người mới nói là ngoài việc hiểu doanh nghiệp và hiểu về chiến lược mua bán nữa thì các bạn đi nó mới bền. Thì ở đây đối với trường hợp của ESC thì thời điểm này không phải là thời điểm mua. Thực ra nếu mà mọi người để ý lại những cái chia sẻ của mình trong giai đoạn trước thì vùng này là mình đã có chia sẻ mua cho mọi người rồi. Còn đến bây giờ thì hỏi có mua để không thì mình nói là vùng này rất khó để các bạn mua. Để mua nó rất dễ, là điều chỉnh nó thường xảy ra khi nào? Sau một giai đoạn tăng giá mạnh của doanh nghiệp, của giá cổ phiếu. Nên đây là một đoạn tăng giá mạnh của giá cổ phiếu rồi, nên rất dễ xảy ra điều chỉnh. Các bạn nên chờ điều chỉnh nó xuất hiện đã rồi mới lập kế hoạch mua. Đó thì mình chia sẻ như vậy. Vâng, nhà đầu tư Khánh Huyền có câu hỏi về xu hướng giữ Nam Long, Hòa Bình và mua mới SSC, HH. Thì anh Văn đã có trả lời trước là về Nam Long và SSC rồi. Thì anh có thể tư vấn giúp nhà đầu tư về xu hướng giữ của Hòa Bình với cả xu hướng mua mới của HH đúng không ạ? Nam Long bắt đầu vào xu hướng tăng. Tức là Nam Long bắt đầu vào một nhịp tăng giá tiếp theo. Tức là Nam Long thường hay có trạng thái này là mọi người. Một cái hộp và sau tăng giá đẩy lên một cái hộp mới. Và đây cũng y chang vậy. Đây là một cái hộp tăng giá đẩy lên một nhịp hộp mới. Tức là Nam Long hay có xu thế đó. Thì các bạn cứ biết là Nam Long sẽ đẩy lên một nhịp. Ví dụ thôi, mình cũng không đoán được giá. Ví dụ đây là một cái cách mà nhiều người giao dịch bằng chart Python thì hay sử dụng là đo cái biên độ trong đó. Thì đây có thể là một nhịp tăng giá mạnh mẽ lên tới vùng khoảng, đây là vùng 49.6 cho đến 50. Thì có thể đây là mục tiêu tiếp theo của trong cái trend giao dịch của Nam Long. Đây là một đà tăng ngắn hạn có thể có. Rồi đối với cổ phiếu như Hòa Bình thì mình cũng có nói là Hòa Bình xây dựng dân dục, nên mình có chia sẻ mọi người là cạn của Hòa Bình nó còn rất nhiều. Và dẫn đến là cái động lực để mà cái kỳ vọng để mình gọi là giao dịch đối với cổ phiếu Hòa Bình trong ngắn hạn thì mình không thấy không tích cực lắm. Thì mọi người cũng thấy là giá tăng nó rất là, biên độ rất là hẹp. Biên độ dao động của giá rất là hẹp. Mà mọi người giữ cổ phiếu này cũng cảm thấy khá sốt ruột. Nên cho nên là đây là một cơ hội mà mình đánh giá là mang tính chất đầu cơ cao và nó không xuất phát từ nền tảng doanh nghiệp. Nên các bạn cứ hãy thận trọng trong giao dịch cổ phiếu này. Rồi HAH thì đang ở vùng đỉnh cũ của cổ phiếu. Đây, H thì các bạn thấy nè. Thì có một nhịp tăng mạnh từ khi mình chia sẻ mọi người là vùng từ 60, 61, 62 cho đến bây giờ là 72. Thì các bạn hoàn toàn xác định đây vùng đỉnh cũ, các bạn chờ đi. Thường đỉnh cũ thì nó sẽ có những lúc rung lắc ở đây.
rung lắc ở đây trước khi mà nó hình thành đà tăng trở lại, rung lắc ở đây trước khi hình thành đà tăng trở lại, chờ nhịp rung lắc này nó như thế nào rồi các bạn hãy hiểu sau. Nhưng hãy nhớ là đây là một đà tăng giá rất tốt, đây là một đà tăng giá rất tốt, rất tuyệt vời. Rồi xong cái phần của câu hỏi liên quan đến đến của bạn Nông Khánh Huyền. Tiếp theo Nguyên ơi. Vâng, tiếp theo em thấy ở đây là có một số câu hỏi cho anh Văn về dòng banh, cụ thể là Techcombank thì anh đã có nói rồi, nhưng các nhà đầu tư cũng muốn biết thêm về những cái banh có vốn hóa nhỏ hơn như là Bảo Việt Banh hay là PG Banh ạ. Bảo Việt Banh thì thực ra là các bạn, mình lời khuyên cho các bạn nhé, trong giao dịch mọi người nên giao dịch cổ phiếu top đầu của ngành, có tính chất đại diện cho ngành. Tức là ví dụ trong một ngành, ví dụ các bạn nói ngân hàng, thì thường đa số là những ai mà có tìm hiểu kỹ lưỡng về doanh nghiệp, của năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong trong ngành đó, thì họ sẽ nhắc đầu tiên đến là Techcombank. Còn nếu mà nói về các ngành kinh doanh khí ga thì họ sẽ nhắc đến ai? Gas là đầu tiên, chứ không phải nói CNG hoặc nói về BGS hay BGC. Còn nếu mà nói về ví dụ như là tiêu gọi là bán hàng, bán đồ tiêu dùng không thiết yếu, bán lẻ bán xỉ, thì họ sẽ nói là Thế Di Động. Thì cái đó là cái mà mọi người nên lưu ý, tức là khi mà vừa trong một nhóm ngành á, hãy chọn những doanh nghiệp đầu ngành để các bạn coi xu hướng của nó để các bạn giao dịch. Thì khi mà nhìn vào cái danh sách các bạn hỏi, ok, Techcombank phù hợp để trả lời. Và Techcombank cũng đã hồi phục lên đến vùng cản, và vì còn là chờ quá trình là chạm cản này nó có thoái lui hay không, đang thoái lui xuống thì dẫn đến cân sideways này vẫn còn được giữ vững. Còn đối với cái trường hợp như BVB Bank này thì trạng thái của nó suy yếu rất nhiều, thì không có tính chất đại diện, nên tốt nhất là các bạn nên nên dần dần là mình nhận thức hãy nên chọn những doanh nghiệp đầu ngành để mình giao dịch. PG Bank cũng đi ngang luôn và không có gì hết. Một câu hỏi của bạn Minh Đăng là Hà Tiên có thể mua và nắm giữ đến cuối năm hay không? Hà Tiên thì nó giống như nhóm xi măng rồi vật liệu xây dựng nói chung mà mình đang chia sẻ. Thì vì sao vậy, là lại là vật liệu xây dựng tài nguyên, nhóm tài nguyên cơ bản, thì mọi người sẽ để ý như vậy nè, nhu cầu đầu tư công nè của Việt Nam có nè, rồi sự thiếu hụt nguyên nhiên liệu của bên Trung Quốc cũng có nè, thì nó dẫn đến là giá của các sản phẩm này tăng rất nhiều. Ví dụ đây là nhóm xi măng thì cũng có tăng giá. Vậy giữa Bình Sơn BCC và Hà Tiên 1 thì các bạn nên chọn ai? Nên chọn ai? Thì hãy chọn cổ phiếu nào mà các bạn hiểu. Còn nếu như mình thì mình sẽ chọn doanh nghiệp là Hà Tiên 1. Đơn giản vì nó dễ xuất khẩu hơn. Nó có năng lực xuất khẩu. Nó có lợi thế xuất khẩu. Và xuất khẩu mới là động lực tăng trưởng của ngành xi măng bây giờ. Và xuống giá của cổ phiếu thì cả hai đều tăng giá hết. Đó thì hãy lựa. Và cái size giao dịch của Hà Tiên 1 thì nó lớn hơn so với size giao dịch của BCC. Đó thì mình chia sẻ như vậy để mọi người hình dung. Rồi câu hỏi là nắm giữ cuối năm hay không, thì mình chỉ nghĩ là cái đây là những cái cơ hội để các bạn giao dịch theo xuống giá. Còn chuyện nó dài hạn hay không thì mình không biết, tại vì khi mà giá vận động mà nó thay đổi theo chiều hướng là tiếp tục tăng thì việc của mình là đi theo cơ hội đó. Còn nếu giá đảo chiều xu hướng thì tốt nhất là mình nên dừng. Tại vì các bạn còn đang quan tâm gì? Đang quan tâm đến xu hướng giá, đang quan tâm đến cơ hội gia tăng lợi nhuận trong ngắn hạn. Nên hãy follow theo những cái này. Còn nếu các bạn mà muốn đầu tư thì hãy tham khảo các danh mục đầu tư của bên trung tâm tư vấn đầu tư. Ở đó sẽ đưa cho các bạn các danh mục đầu tư lâu dài. Lâu dài theo hàng năm. Thì khi các bạn phân bổ tiền lời từ giao dịch ngắn hạn này nè sang cái danh mục đầu tư dài hạn đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn có cổ phiếu khí ga thì mình đã chia sẻ rồi, trong năng lực cạnh tranh thì gas mạnh mẽ nhất. Gas mạnh mẽ nhất và chu kỳ giá của gas thì cũng đang bắt đầu hình thành. Đang bắt đầu hình thành, việc của mình là follow theo chu kỳ giá này là được. Xong cái phần câu hỏi của bạn Minh Đăng Nguyên ơi. Vâng, tiếp theo là câu hỏi với xu hướng mua mới của ba cổ phiếu ba ngành khác nhau, đó là Đức Giang, THD và Phú Tài ạ. Đối với Đức Giang thì đây là một trong danh mục là đầu tư tăng trưởng của tư vấn đầu tư, trung tâm tư vấn đầu tư đúng không Nguyên? Dạ vâng.
Thì vì vậy á, nếu như câu hỏi của bạn PHNX này á, liên quan đến DGC á, thì bạn nên làm việc với bạn KBuy. Các bạn mà đã tư vấn cho đang hỗ trợ bạn đó thì nó sẽ có báo cáo chi tiết về việc là động lực tăng trưởng của DGC đến từ đâu. Rồi khi mà bạn tham khảo lại cái này á, thì các bạn sẽ hiểu là yếu tố cốt lõi nhất thúc đẩy cái đà tăng trưởng giá của DGC đến từ việc là lợi nhuận của DGC tăng rất mạnh mẽ. Và trong quý tư thì hứa hẹn sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, nên nhớ đến động lực tăng giá của DGC sẽ vẫn còn. Thì khi mà lợi nhuận tăng cực kỳ mạnh mẽ như vậy, nó sẽ dẫn đến thì giá sẽ vẫn còn tăng và cái giá cổ xuống. Và nếu mà chỉ phân tích về giá thôi thì các bạn sẽ thấy là chu kỳ giá của DGC càng ngày càng tăng mạnh mẽ hơn, càng dốc lên cả tất cả mọi khung, thì kết thúc quá trình điều chỉnh rồi, kết thúc quá trình điều chỉnh rồi và đang bắt đầu là tăng mạnh mẽ trở lại. Thì ngoài ra thì DGC có một thông tin nữa liên quan đến vấn đề là thoái vốn của Vinasem đối với DGC khoảng giá trị khoảng 8%, 8% số lượng cổ phần. Thì các bạn lưu ý thông tin nó sẽ ảnh hưởng giá. Kết luận lại là đây là một cái cổ phiếu mà đầu tư tăng trưởng cực kỳ hấp dẫn và động lực thúc đẩy của nó đến từ việc là lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng rất mạnh mẽ trong năm 2021 và cả năm 2022 nữa. Còn chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với bên bên trung tâm mới đầu tư hoặc là bạn KBuy để nhận các báo cáo chi tiết của này. Còn đối với cổ phiếu như là THD, hình như là THD mình xin phép là không đánh giá. Xin phép không đánh giá, đơn giản là cổ phiếu này không có gì đánh giá hết. Nhìn vào cái đồ thị này các bạn sẽ có liên tưởng gì? Nếu nếu các bạn chơi đủ lâu thì các bạn sẽ thấy là nó liên tưởng đến một cổ phiếu như là Roche, một cổ phiếu như là Roche trong quá khứ. Roche đây trong quá khứ này trang vậy, bản chất là nó không phải cổ phiếu thị trường nên là THD mình không đánh giá. Rồi đến cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu Phú Tài. Phú Tài đang trong một xu hướng tăng tốt và nó hình thành từ giai đoạn là tháng 2 năm 2021 cho đến bây giờ và đà tăng vẫn còn tiếp diễn. Thì trạng thái của Phú Tài thì đang xuống tăng, kết quả tăng trưởng lợi nhuận vẫn tăng, ở triển vọng thời gian cuối năm và năm 2022 vẫn tích cực, nên đây là vừa là đầu tư tăng trưởng mà vừa là cơ hội đầu cơ giá cũng rất hấp dẫn. Và trạng thái mua mới thì lại chưa có, các bạn nên chờ điều chỉnh xảy ra để có thể là chờ những điểm mua tiếp theo có thể có ở Phú Tài. Dạ vâng, tiếp theo là câu hỏi. Ở đây em thấy có hai câu hỏi liên quan đến ngành bán lẻ, đó là điểm mua mới của DigiWorld và MWG ạ. DC World đang điều chỉnh và có một trạng thái là dòng tiền đang bán ra mạnh mẽ đối với DC World, nhưng mà giá thì chưa sụt giảm mạnh, nhưng mà dòng tiền đang bán ra khá lớn. Thì các bạn lưu ý đối với trạng thái mà điều chỉnh mà dòng tiền bán ra này, tốt nhất là mình chờ gì, chờ kết thúc quá trình điều chỉnh và giá bắt đầu tăng lên trở lại thì lúc đó các bạn mới giao dịch được. Hiện tại thì hỏi là mua mới thì chưa đâu, nên chờ cái trạng thái giá có thể điều chỉnh về vùng là 108, 109 hoặc là xa hơn là vùng ở dưới đây, xa hơn là vùng điều chỉnh sâu về trung hạn như là vùng 100 để mình đánh giá. Còn là mức độ này, cái trạng thái giá này nó có quá trình điều chỉnh này có kết thúc hay không, đừng để bị trạng thái đảo chiều là được. Còn động lực tăng trưởng của DigiWorld thì đây DigiWorld vẫn đang duy trì đà tăng trưởng rất mạnh mẽ. Thì việc của mọi người là trong ngắn hạn quan sát kỹ phản ứng của giá tại các vùng hỗ trợ thôi. Thì khi mà giá xác nhận là kết thúc quá trình điều chỉnh á, để hình thành đà tăng giá trở lại thì các bạn có thể mua, để có thể mua. Còn hiện tại thì đang trong giai đoạn điều chỉnh, và giai đoạn điều chỉnh này kéo dài bắt đầu từ từ đây nè, từ đầu từ cuối tháng tháng 9 cho đến bây giờ vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Còn đối với MWG thì thực sự là có nhiều điều mà mình thấy là rất rõ ràng đây là một xu hướng tăng, nhưng mà khảo sát thực tế thì mình lại thấy là nền kinh tế đang mở cửa trở lại,
Sức mua có mạnh mẽ lên hay không. Đối với trạng thái bán xanh thì mình, nếu các bạn là người đi mua hàng á, thì các bạn sẽ để ý là dạo gần đây các cửa hàng của bán xanh hơi hơi vắng khách, hơi vắng khách, và thói quen của mọi người bắt đầu quay trở lại mua chợ truyền thống nhiều hơn. Rồi mạng điện thoại và mạng điện máy á, thì mọi người cũng sẽ để ý xíu là cái động lực đó nó có thúc đẫy cái đà tăng trưởng lợi nhuận của MVG tiếp hay không. Chứ mình thấy là giá hiện tại của MVG nó đang có gì đó, nó rất là cao. Đồng ý là xuống tăng vẫn đang xảy ra, xuống tăng vẫn đang xảy ra, thì mình có gợi ý là mình nên kiểm tra lại cơ bản của nhìn nó kỹ hơn. Còn nếu mà các bạn đầu cơ giá theo xuống thì hoàn toàn đây vẫn là một cơ hội để các bạn giao dịch theo. Và động lực đến của MVG nó đến từ quá trình là nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch MVG hơn nhiều. Khoan, mình kiểm tra lại nhé. Không biết là MVG thì giao nó là cổ phiếu full room, mà không biết là dạo gần đây là nhà đầu tư nước ngoài có tác động gì giá đó MVG hay không. Tại vì nó có cái trạng thái là quỹ VN Diamond ETF á, là họ họ thường xuyên giao dịch những cổ phiếu bị full room á, để mà đâu kiểm tra. Có, nhưng mà nó có giao dịch thỏa thuận khá nhiều, thì nó có trạng thái là cái quỹ viên ETF viên Diamond đó, là đang được đang có việc là đây, các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có các trạng thái của quỹ ETF nè, đây viên Diamond thì nó đang tăng giá, nó đang tăng giá nên dẫn đến là nó có thể hút được một cái lượng phát hành mới nữa để nó quay lại nó mua nhóm cổ phiếu trong rổ viên Diamond. Thì trong rổ viên Diamond nó có tỷ trọng cao nhất là FPT và MVKG. FPT và MVKG thì mình lưu ý cái trạng thái đó cho mọi người hiểu là vì sao là nhóm cổ phiếu này nó cũng tăng. Đó là cái mình chia sẻ như vậy. Tiếp theo là một câu hỏi của nhà đầu tư về trạng thái giao dịch của PLX ạ. Hiện tại anh Văn đánh giá trạng thái của PLX có tích cực không ạ? PLX hả? PLX hiện tại á, thực ra nếu mà nhóm mà về xăng dầu hiện tại này kinh tế vận hành trở lại thì nhóm này nó có tồn kho giá thấp và nhiều yếu tố là kiếm vốn, có nhiều kỳ vọng, nhưng mà mình lại 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 nếu mà xét về trạng thái giá nữa thì các bạn thấy là trạng thái giá hiện tại của nó không có gì đặc sắc hết. Các bạn bật một khung tháng để các bạn thấy, khi bạn kiểm tra một khung tháng mà các bạn nhìn thấy cái chặt như vậy mà các bạn không đọc ra được tín hiệu của nó, nghĩa là các bạn phải đi học đi trade nha, hoặc là học bất kỳ một khóa gì về phân tích kỹ thuật. Đây các bạn nhìn vô thì các bạn thấy là sao? No trend, no choice, không có xu hướng, không có xu hướng nên đâu cần phải giao dịch, đúng không Nguyên? Trạng thái này không có cơ hội đó. Thì khi mà các bạn bật mũi chân lớn lên vào khung tháng thì các bạn thấy hoàn toàn là cơ hội chưa xuất hiện, cơ hội chưa xuất hiện từ tốt nhất là lên dựng tiền hoặc đi tìm kiếm những cơ hội rõ ràng hơn đối với là. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư có câu hỏi về một mã bất động sản có vốn hóa khá là nhỏ, đó là mã TDC. Muốn hỏi anh Văn là có giữ được TDC tại thời điểm hiện tại không ạ? TDC, trạng thái của TDC thì nó khá là một cây cũng khá hay, là đây là một đà tăng giá của TDC, nó xuất phát từ 2020 cho đến bây giờ. Thì các bạn bật khung tuần là các bạn thấy là cái trạng thái này đang là cuối của giai đoạn điều chỉnh, cũng đây giai đoạn cuối của giai đoạn điều chỉnh, và nó đang là nhiều bạn sẽ nhìn vô đây và các bạn thấy là mô hình cup và handle luôn, cup và handle luôn. Ok, có thể. Vậy mình vào trên khung tuần thì mình thấy, khung ngày thì mình thấy gì, giá liên tục test vùng đỉnh thì cơ hội có không? Có, các bạn có như thế nào khi mà giá nó sao nó vượt hẳn lên trên vùng 23, 24 thì nó sẽ thành đà tăng. Vấn đề của mình là kiên nhẫn chờ đợi nó có vượt lên hay không, và thứ hai nữa là các bạn nên kiểm tra thật sự kỹ vào các thông tin và hoạt động kinh doanh doanh nghiệp này. Đối với các doanh nghiệp bất động sản á, thì phải coi thông tin kỹ vào việc là khả năng hạch toán lợi nhuận thời điểm cuối năm của nó là bao nhiêu, và giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp này
là bao nhiêu so với giá hiện tại để các bạn biết được tiềm năng của nó. Thì đó là gợi ý của mình khi kiểm tra về TDC, và giá chỉ cần vượt 23. 23 thì mọi người rất là follow cái cơ hội này. 23, 24 thì mọi người follow cơ hội này. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư muốn hỏi anh Văn về xu hướng nắm giữ cho các cổ phiếu BVH, GSP với cả Cotech Công ạ. Ở BVH thì anh có chia sẻ nhiều lần nữa Nguyên, và mọi người nếu mà quan sát kỹ những cái buổi chia sẻ của anh đều thấy là hầu như là trạng thái mà sideways mà no trend đó, là tốt nhất là không nên giao dịch, vì những cái những kiểu cổ phiếu như vậy rất mệt mỏi, và mọi người nên follow những cổ phiếu có xu hướng. Ví dụ trong bảo hiểm thì mọi người sẽ thấy những cổ phiếu có xu hướng như là BIG, BMI, BIG, BMI, và thậm chí như là API, những cổ phiếu nó đang hình thành xu hướng thì cái đà bật của nó dễ hơn, PNR, rồi BIC, đa số các cổ phiếu bảo hiểm khác đều có xu hướng, còn mỗi BVH chưa có xu hướng. Thì đối với trạng thái như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể gì? Tạm thời kiên nhẫn chờ khi nào giá thật sự vượt qua 65 thì các bạn giao dịch. Hãy chờ giá vượt hẳn 65 luôn các bạn giao dịch. Vùng này nè, vùng không còn định. Đó, vùng không còn định thì các bạn giao dịch. Là một. Rồi đối với các cổ phiếu khác như là nhỏ nhỏ như là GSP mà các bạn hỏi thì đây là cổ phiếu đang điều chỉnh. Nếu cổ phiếu điều chỉnh thì các bạn chờ các vùng điều chỉnh của cổ phiếu nó kết thúc và bật tăng lên trở lại thì các bạn follow, thì các bạn có thể điểm mua mới. Và hiện tại thì chưa xuất hiện điểm mua tiếp theo. CTD thì giống như Hòa Bình. CTD giống như Hòa Bình là một trạng thái có rất nhiều cản ở phía trên và dẫn đến là không có xu hướng thì tốt nhất các bạn đừng giao dịch. Một câu hỏi tiếp theo của bạn hỏi về ngân hàng, Hoàng Duy hỏi về ngân hàng. Đây mình có vẽ sẵn. Thực ra là đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng á, rất dễ phân tích, nhưng mà do mọi người bị cảm xúc nhiều quá. Một là mọi người bị cái thương hiệu trong trong giai đoạn khoảng đầu năm á, khi mà đà tăng của nhóm ngân hàng nó rất mạnh mẽ. Thứ hai là mọi người bị cảm xúc khi mà giao dịch nhóm này nó khá là khó khăn. Rồi có những nhà rất nhiều nhà đầu tư đang kẹp hàng ở đây, dẫn đến cảm xúc của mọi người nó chi phối cái phần là cái thấy của mọi người về trạng thái của cổ phiếu này. Nhóm ngân hàng chưa có xu hướng và cổ phiếu MBB cũng chưa có xu hướng. Nó đang trạng thái sideways, biên độ hẹp. Và đây không phải là cơ hội giao dịch. Bạn Liên La có hỏi một câu mà mình nghĩ là PHB, thì đến bây giờ mình mới thấy một người hỏi về ngành cạn. Thì nếu mà các bạn hỏi về ngành cạn thì các bạn thấy là đây là một xu hướng tăng rõ nè. Đây là một xu hướng tăng rõ nè của ngành cạn và cạn Hải Phòng. Cạn Hải Phòng hiện tại là đang trạng thái là được khai thác toàn dục. Và để tăng công suất thì nó phải đến năm 2022 đến 2025 khi mà triển khai dự án mới thì nó mới xảy ra. Nên cái động lực về tăng trưởng của cảng Hải Phòng thì nó không nhiều, nhưng nó đến từ việc là giá cung cấp dịch vụ của cảng Hải Phòng đang tăng lên, nó thúc đẩy cái tăng trưởng lợi nhuận của cảng Hải Phòng. Nên cảng Hải Phòng đang có một kênh sideways trong một cái xu hướng tăng lớn đang có, còn hiện tại là trong kênh giao dịch của mọi người đang trong kênh sideways này. Rồi đối với các cổ phiếu trong nhóm như là HAH thì đang tăng mạnh mẽ nè. Simadep cũng đang tăng trở lại, hồi phục trở lại. Và nếu như mà để ý là Simadep cũng trong nhóm gì? Trong nhóm VN Diamond. Trong nhóm VN Diamond. FPT, MWG, Simadep. Đó, cũng trong nhóm VN Diamond. VN Diamond thì khá nhiều cổ phiếu ngân hàng. Nhưng cổ phiếu ngân hàng thì không tăng, nhưng cổ phiếu ngoài ngân hàng thì lại tăng. Như RI, như Nam Long. Đó, tăng. Thì đó là cái phần mà mọi người phải lưu ý. Vì sao là hôm nay đề cập đến chứng chỉ quỹ VN Diamond và nhóm cổ phiếu VN Diamond trong rổ? Tại vì nó có liên quan đến cái đà tăng giá trong vài ngày nay hoặc thời gian tới để mọi người hiểu. Tiếp theo cũng là cổ phiếu SBT với xu hướng nắm giữ của nhà đầu tư Liên Lạ. SBT thì dần dần mọi người hiểu. SBT hiện tại
vùng cản có. Việc của mọi người nên chờ đợi vùng cản này có thoát hay không. Còn nếu các bạn so sánh nha, các bạn bắt đầu thêm một cái so sánh nha. Nếu so sánh SBT với các cổ phiếu trong ngành của nó là ví dụ QNS, QNS đang có một xu hướng tăng. Ví dụ LSS, LSS cũng đang một trong xu hướng tăng. Vậy SLS thì sao? SLS còn một xu hướng tăng lớn hơn nữa. Vậy suy ra là FPT không phải cơ hội giao dịch. Và nếu có giao dịch FPT thì chưa phải thời điểm. Và cũng không phải là cổ phiếu dẫn dắt đà tăng của ngành. Vậy các bạn phải chọn cổ phiếu nào trong ngành đường. Và những cổ phiếu mình vừa liệt kê là SLS hoặc là LSS hoặc là QNS hơn là cổ phiếu FPT. FPT chưa có xu hướng nên dẫn đến là bạn, đó là không phải là cơ hội giao dịch. Và nếu như bạn đang theo chiều giữ, chiều nắm giữ thì mình có là khuyên là giá hồi phục thì bạn nên bán ra. Tại vì trạng thái sideways là một trạng thái là nó không tận dụng được cái nhịp thị trường đang tăng này. Đây là một nhịp thị trường đang tăng. Và nếu bạn giữ một cổ phiếu không có xu hướng thì bạn hoàn toàn bỏ lỡ cái nhịp đang tăng này của thị trường nếu bạn kiếm được cơ hội. Vâng. Nhà đầu tư Quốc Thanh, đây là một câu hỏi khác muốn hỏi anh Văn là với tư cách là nhà đầu tư cá nhân thì làm sao có thể xem được biểu đồ tổng hợp của từng nhóm ngành? Nói xong mình sẽ chia sẻ với mọi người vậy, là mọi người cần phải xác định là mọi người có đầu tư tài chính dài hạn hay không. Một là mình có xem xét cái nghề đầu tư tài chính dài hạn là một cái nghề của mình hay không, là cái thứ nhất. Nếu như xem đó là một cái nghề, vậy sắp tới là bạn phải đầu tư. Bạn phải đầu tư kiến thức nè, đầu tư công cụ vũ khí nè, rồi đến đầu tư gì, đầu tư vào việc là xây dựng những mối quan hệ, những cộng đồng để bạn có thể là cho vào đó học hỏi. Thì Vindy cũng có, trong cái phần triết lý của Vindy nó có phần la bàn đầu tư, thì liên quan đến việc là tri thức đầu tư cho mọi người cũng có. Và cách sử dụng các công cụ có sẵn cũng có, rồi cách là tạo một cộng đồng cho các bạn sinh hoạt cũng có. Và các bạn dần dần tham khảo cái cách làm như vậy thì dần dần mọi người sẽ làm gì? Mọi người cũng sẽ phát triển được các công cụ liên quan. Thực ra mấy cái phần này là phần nó có trên thị trường hết. Những phần này là phần có trên thị trường hết chứ không phải là cái gì nó quá cao siêu. Ví dụ ở đây là một cái dạng là phân tích thị trường của Fan là một bên thứ ba, hoặc ở đây là một cái bảng của VinDirect, thì các bạn có thấy là đây là phần tích hợp trên bảng giá của Vindy luôn. Và khi các bạn kiểm tra mấy kiểu cổ phiếu nào, là phần công cụ phân tích, đẳng cấp doanh nghiệp rồi đến phần là market quad, là biểu đồ kỹ thuật, hoàn toàn có cho mình. Vấn đề là mình có đủ tri thức và năng lực đầu tư để mình hiểu và sử dụng những công cụ đang có sẵn trên thị trường hay không thôi. Chứ còn bản chất là nó không khó, nó rất dễ. Ban đầu thì các bạn có thể thấy là mình những gì mình chia sẻ nó cảm thấy là nó hơi cao siêu lắm, nhưng thực ra đến bây giờ là những gì mình chia sẻ cho mọi người là những kiến thức nó rất là cơ bản để mọi người có thể ứng dụng được, quan sát được thị trường, tìm kiếm được cơ hội. Cái khó của mọi người là khó của mọi người là khi tìm kiếm được cơ hội rồi á, làm sao chuyển hóa cái cơ hội đó thành tiền nó mới quan trọng, thành lợi nhuận nó mới quan trọng. Còn bây giờ việc tìm kiếm cơ hội trên thị trường nó không khó, các bạn chỉ cần có những người đồng hành với mình, nó phù hợp, đáng tin cậy, là bạn hoàn toàn sẽ nhận được cơ hội tư vấn liên tục. Vậy vấn đề là hãy làm sao để cải thiện cái năng lực giao dịch của mình, năng lực hành động của mình, năng lực ra quyết định của mình, để khi đó mình đánh giá được những cơ hội đó hoàn toàn phù hợp bản thân, để mình sao, để mình thấy là thực hiện nó và chuyển hóa nó thành lợi nhuận, thành cái gì, thành nền tảng tài chính, thành tài sản của mình để đi trong hành trình đầu tư tài chính nó lâu dài, thì đó mới là điều quan trọng. Ok, mình có một số gợi ý chia sẻ như thế đối với anh Nguyễn Quốc Thanh và đối với tất cả anh chị em mà đang tham gia cái chương trình nhịp đọc thị trường ngày hôm nay. Xin hết ạ. Vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Văn, phần trả lời với các nhà đầu tư về các cơ hội, cũng như là để lại cho nhà đầu tư một cái lời khuyên rất là chân thực về cách tiếp cận
đầu tư cũng như là cách xây dựng một cái chiến lược đầu tư hợp lý, phù hợp với cả khẩu vị rủi ro cũng như là những cái mục tiêu của mình, kể cả trong ngắn hạn, trung hạn hay là dài hạn ạ. Trước khi được kết thúc chương trình thì em xin phép được chia sẻ những khóa học hiện tại của VN Direct. Thì như các anh chị có thể thấy ở đây, em cũng đã nói qua về khóa học DGO DTrade là khóa giao dịch chứng khoán để giúp anh chị có thể nâng cao cái khả năng trading của mình trên thị trường. Thì ngoài ra cũng có các khóa học đầu tư trực tuyến khác để phù hợp cho từng định hướng của các nhà đầu tư riêng của VN Direct. Thì có các khóa ví dụ như là khóa DGO Life là khóa con đường sức khỏe tài chính nhằm giúp các nhà đầu tư hoạch định tài chính cá nhân với tháp tài sản, hay là khóa DGO Destock để các nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng đầu tư cổ phiếu của mình. Khóa phá vỡ rào cản đầu tư chứng khoán là cái khóa trang bị kiến thức cơ bản về thị trường cho các nhà đầu tư để đưa ra được những cái quyết định đầu tư của mình, và khóa hoạch định tài chính và quản lý tài sản giúp các nhà đầu tư có thể trang bị được kiến thức, công cụ quản lý tài chính và tư duy đầu tư một cách hệ thống trên thị trường hiện tại. Các anh chị quan tâm có thể dùng điện thoại để quét mã QR code ở dưới màn góc bên phải màn hình này để có thể tìm hiểu thêm và có thể là tham gia những cái khóa học đầu tư trực tuyến mà VN Direct đang chạy để giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng cũng như là cái tư duy và kiến thức đầu tư của mình ạ. Xin phép chia sẻ một xíu là đây là các cộng đồng mà mọi người có thể từ đó khi mọi người làm việc cùng với các cộng đồng và đội ngũ á, nó giúp cho bạn gì, nếu bạn phát triển được năng lực đầu tư lên, hay có câu là buôn có bạn bán có phường. Nếu các bạn đi cùng với những người mà chuyên nghiệp, đi cùng với những người mà họ tận tâm trong vấn đề chia sẻ tri thức, tận tâm trong vấn đề chia sẻ cơ hội giao dịch đến mọi người á, thì cái hành trình đầu tư của mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ dễ dàng tiến bộ hơn. Và đó thì các bạn sẽ có biết đâu là sẽ cùng nhau cùng xây dựng nên một cái nền tảng tài chính vững mạnh hơn. Đó là cái mục tiêu của VND khi mà chia sẻ những cái chương trình hoặc những khóa học hoặc những cái cộng đồng cho mọi người. Vâng ạ, em xin phép được cảm ơn anh Văn rất là nhiều về phần chia sẻ của mình cũng như là đồng hành, luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong chương trình nhịp đập thị trường vào thứ ba và thứ năm hàng tuần ạ. Em cũng xin phép được kết thúc của chương trình ở đây. Em xin phép được chào tất cả quý vị khán giả, nhà đầu tư của VN Direct, và xin chào, hẹn gặp lại ạ.